Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 87. Lại Phật nhiều thường gặp điều lành. Mỗi năm tại giàn Phật thành, đệ tám Phật đều được cử hành ở ngoài trời. Hôm nay trời quá nóng, có số người đứng đợi ở bên ngoài hơi lâu, bị phơi nắng đến toát cả mồ hôi. Thật ra, nắng mặt trời cũng là cái thử thách xem quý vị có thành tâm đến đây tám Phật hay không đó thôi. Giả như quý vị có lòng thành, bị nắng chiếu chút chút, quý vị cũng không cảm thấy khổ. Còn nếu không thành tâm, quý vị sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, đã có một số người không chịu nổi rồi. Vậy sau này chúng ta có thể sẽ thay đổi phương thức tám Phật cho tốt hơn. Từ chánh điện đi ra, đại chúng có thể đi xa thêm một chút, rồi dạo vòng lại để tám Phật và đi trở về chánh điện. Như vậy mọi người sẽ miễn phải chờ lâu ở ngoài trời. Phương thức tám Phật ở đây gọi là nhị long thổ thủy. Tức như hai con rồng phun nước, người ta đi ra từ hai bên chánh điện trông như hai con rồng cùng đến để tám Phật. Trong số người đến dự hội hôm nay, có người bị bệnh hoặc có người gặp những chuyện khốn khổ, tình hình hoàn cảnh của mỗi người thì không giống nhau. Nhưng bởi vì mọi người đều quá thành tâm, tôi tin rằng chư Phật và Bồ Tát sẽ rất quan hỷ mà nói: hỡi thiện nam tử, thiện nữ dân, các con nhẫn chịu được sự nóng bức như vậy để đến giảng Phật thành dự lễ tám Phật, và tất cả những điều mà các con mong muốn, các con đều sẽ được mãn nguyện, toại lòng như ý. Thế là người có bệnh tật sẽ thuyên giảm, người có chuyện nguy khốn sẽ chuyển thành kiết tường, tất cả tai nạn vô hình trung đều tiêu diệt hết. Quý vị chân thành phát tâm Bồ Đề để tin Phật, điều này dù có dùng tiền cũng không mua được. Cho nên hôm nay tôi xin chú nguyện đến mọi người, mong cho quý vị mọi việc đều được như ý nguyện và luôn tinh tấn đi trên đường Bồ Đề, sớm thành Phật đạo. Khi đến giảng Phật thành, quý vị có để ý coi nơi đây có gì khác biệt so với những chỗ khác không? Tôi nói cho quý vị nghe là ở đây lúc ăn cơm chúng ta không nói chuyện, đó là chỗ không giống với các nơi khác. Nếu chúng ta không nói chuyện, thức ăn sẽ tiêu hóa dễ dàng hơn. Chúng ta mà nói nhiều quá thì khó tiêu hóa và sẽ sinh ra biết bao chứng bệnh kỳ quái. Giảng Phật thánh thành vì muốn cứu giảng cho toàn nhân loại, cho nên trước hết chúng ta phải giúp cho mọi người được khỏe mạnh. Nếu thân thể mình không mạnh khỏe, mình làm sao cứu giúp được người khác đây? Do vậy, sở học của chúng ta là trí huệ, điểm chú ý của chúng ta là thân thể khỏe mạnh. Trong lúc ăn cơm, chúng ta nên chuyên tâm mà ăn, chứ đừng lựa chọn. Dù thức ăn không ngon, mình cũng nên ăn một chút. Nếu chúng ta xua đuổi bọn quỷ tham ăn, quỷ lười biếng, quỷ ngủ gục chạy hết, như vậy mọi chuyện đều sẽ tốt lành. Cái triết lý này hàm chứa sự thật rất phong phú. Chỉ cần quý vị hiểu được ăn như thế nào, mặc như thế nào, ngủ như thế nào, nhất định quý vị sẽ phát tài. Tại sao người ta không phát tài? Bởi vì họ lười biếng quá đi thôi. Cho nên nói, cần kiềm trị gia, gia nghiệp phú, thư hương giáo tử, tử tôn hiền. Và chúng ta đâu cần phải mua cổ phần cổ phiếu gì để cầu phát tài. Nếu muốn kiếm thêm tiền, quý vị chỉ cần lại Phật nhiều thêm. Có người nói, tôi suốt ngày lo mua cổ phiếu, tại sao thầy nói những lời không kiết tường như thế? Vậy là tôi quyết định sẽ không kiếm được tiền rồi. Quý vị muốn kiếm tiền, à, thì lại Phật nhiều thêm một chút. Lại Phật so với mua cổ phiếu còn tốt hơn đó. Sau này, nếu các vị có bạn bè đến tham gia lễ Phật đản, các vị nên báo trước cho họ biết là ở đây không ăn thịt, không uống rượu, không hút cần sa ma túy, cũng không nghĩ đầm. Chỗ này không phải là khu vực để ngắm cảnh giải trí, cũng không giống như trung tâm cờ bạc Reno. Quý vị nên nói với người ta rằng, ở đây chúng ta chỉ chú trọng đến việc thân thể khỏe mạnh và việc bồi dưỡng trí tuệ. Bởi vậy chúng ta không nên tham hưởng thụ như tham xe sang, quần áo đẹp, vì đó là tiêu phí tiền bạc. Tiền tài như phân như đất, chỉ xem quý vị có biết dùng nó hay không. Như phân thì có thể dùng làm phân bón cho lúa mạ, chứ đâu có ăn được. Đồng với lý trên, tiền cũng phải biết cách dùng thì mới đúng với ý nghĩa của nó. Giảng ngày 23 tháng 6 năm 1987. Ha ha ha,